Một ngày đi độ xe của Long Sen. Ai da? Hello bà nhá. Idol. Hôm nay idol lại qua ủng hộ à? Có nhu cầu gì đây? Cô này là vợ tôi sẽ đi gọi là nguyên lang thang và đưa em bé đi học. À. Thế cho nên là con sẽ đi chợ. Không đi chợ nghe ấy quá. Đưa em bé đi học. Có người khác đi. Ok. Thế bây giờ bà lắp cho tôi cái cam hành trình. Quay trước này, quay trong xe này. Theo dõi trong xe. Càng sau. Đằng sau là ba mắt. Ok luôn. Thế có cái nào không? Có luôn, tôi có con Zone 3 mẹ lắp. Thế thì okay. Không thêm một con Alphard để cho ông chú tôi đi tỉnh là có gọi là cảnh báo tốc độ. Cảnh báo tốc độ. Giọng nói. Rồi. Bản đồ có thứ đầy đủ. Tôi sẽ tập bạn quả Việt Map. Con gì nữa không? Thế thôi, được rồi. À không, còn quả Adobox nữa. Đúng không? Nhầm, quên mất nhắn tin, quên mất. Con gì? Để nghe nhạc vũ trường. Nghe trên xe đấy. Nổ quả Adobox đúng không? Con Adobox đấy. Ok, biến màn zin thành màn rồi. Xung quanh bà ơi. Chốt luôn chưa? Vào việc đi. Ok. Đây luôn à? Đây luôn, chuẩn bị mẹ đồ để thịt idol này là hơi bị thơm này. Con này là quay cả trước xe này, con này là quay sau xe này. Đấy. Con này bây giờ đang là xịn nhất của M1 đúng không? À của Vietmap đúng không? Đúng rồi, về Vietmap là bản này là bản ngon nhất đấy. Con này là lắp con Alphard đúng không? Đúng rồi, M1 là Alphard. Ok. Còn con này thì lắp ở đây. Ok. Không, quả này là quả Zone 3 DVR. Con này là quay đúng theo tiêu chuẩn của bạn, bảo là trước xe, trong xe, sau xe. Lúc bạn gọi điện bảo là phải lấy con nào nhỏ gọn đúng không? Tại vì con mini này chỉ chơi dòng nhỏ thôi, lắp to vào thì hơi bừ. Như này nhỏ gọn chưa? Ui. Gọn đúng không? Đây, con này quay trước xe này, con quay sau xe này, trong xe này. À. Đấy không? Còn đây con này quay sau xe. Đúng rồi. Đây là loại mới bạn ạ. Bạn là người cũng là những người mới đầu tiên đấy. À đây. Ok, thế thôi, di chuyển đi nhỉ. Múc nha. Ok. Đây rồi bạn ơi. Đây, con này này, đây là quay đằng trước này. Bấm cái là quay trong xe, hai người ngồi thấy chưa? Đấy, bấm cái nữa là quay sau đuôi. Mấy ông thợ kia lắp nhanh nhở? Tôi sẽ uống cốc cà phê, ngay đã xong rồi, chết cốc cà phê chừng. Được không? Phù hợp, rất phù hợp với cái xe này luôn. Tôi không thích cái quả to đâu, nhìn vướng đúng không? Vướng á. Tinh tế xem qua điện thoại hết nhỏ gọn xinh, ok à. Nhưng mà tôi hỏi câu hơi tế nhị. Bạn làm cái đéo giấu thôi, lắm xe. Ui xe. Đâu? Vay ngân hàng. Thế là tất cả vay ngân hàng á? Vay hết, tầm ngày lên làm gì lấy đâu tiền mặt, vay không trả góp rồi. Hôm sau bạn chỉ cho tôi chỗ vay phát nha, làm màu mệt tí. Ngân hàng. Ok không? Ok. Thực ra ấy, con Alphard này là của ông chú tôi. Ông chú cử đi, ông chú hay đi tỉnh mà. Là cử tôi đi lắp là cam hành trình. Thật lét thật con nào, đấy thì mang đi lắp cùng với con Mili của vợ tôi luôn. Là một mũi tên, hai con chim. Nhưng mà quả này ok đúng không? Quá đẹp luôn này. Ôi, cảnh báo giọng nói các thứ, nói chung là full combo luôn. Cái gì cũng có, cảnh báo tốc độ là quan trọng nhất này. Ông chú tôi hay đi tỉnh đúng không? Tỉnh. À, thành ra là phải có những con này cho các bác tài nhìn nó chuẩn. Đây là quả cuối bạn ơi, Android Box này. Biến màn zin thành màn Android, bạn cắm phập một phát. Đấy, vào xe zin. Xong rồi quả này nghe nhạc, xem phim. Đầy đủ luôn. Đầy đủ. Ui. Bản đồ cảnh báo tốc độ. Hay quá nhờ. Ok, về cắm phát xong. Ok, cảm ơn nhá. Đổi xe thì bạn lại rút ra đổi sang xe khác. Còn đúng không? Nghe nhạc vũ trường được. Quá ok luôn. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Thật hay hơi nhiều. Các idol có nhu cầu thì cứ qua ủng hộ nhá.